Giờ dịp Tết thì những loại hạt như là hạt dưa, hạt bí là những món không thể thiếu trên bàn tiếp khách của mỗi gia đình. Tuy nhiên, khi mà ăn các loại hạt này không đúng cách hoặc là ăn quá nhiều, tiềm ẩn mối nguy hại cho sức khỏe. Hạt dưa, hạt bí, hạt óc chó, hạt dẻ, các loại hạt khô quen thuộc trong mỗi dịp Tết. Tuy có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng khi dùng quá nhiều sẽ tác động khôn lường tới sức khỏe. Cứ khoảng 100g hạt á, thì cho trung bình khoảng là hơn 500 kcal. Tuy nhiên theo như em biết đó, thì một ngày người bình thường chúng ta ăn chỉ cần khoảng là 1.500 đến 2.000 kcal. Cho nên đối với những người mà đang bị thừa cân béo phì hoặc có những cái nguy cơ đó, nếu mà việc họ sử dụng quá nhiều các loại hạt có thể gây dư thừa các lượng kcal. Ngoài ra còn có cái một số các nguy cơ đó là ăn các loại hạt có thể gây cái khó chịu cho đường tiêu hóa, ví dụ như là đầy bụng, khó tiêu. Cái nguy cơ thứ ba đó là có thể nguy cơ dị ứng. Hiện nay có sự ghi nhận đó một số tình trạng dị ứng với các loại hạt và thậm chí có thể gây đến sốc phản vệ và tử vong. Theo các chuyên gia, các loại hạt thường có nhiều tinh dầu, dễ gây nấm mốc. Do đó, người dân nếu không may ăn phải các loại hạt bị nấm mốc, chứa các chất bảo quản, nhẹ sẽ bị dị ứng, ngứa. Trường hợp nặng có khả năng nhiễm độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nguy cơ nặng hơn thì ví dụ như là trong nấm mốc chúng ta thường hay có một chất độc tố gọi là aflatoxin. Thì chất này có một cái nguy cơ gây ra là bị ngộ độc thực phẩm, gây ra cái tình trạng ví dụ như là bị độc gan hay là có thể thậm chí gây tới là nguy cơ ung thư gan. Cho nên đó là một cái tiềm ẩn cho sức khỏe rất là nguy hiểm. Và có một cái nguy cơ thứ hai đó là trong các cái sản phẩm hạt đó chúng ta còn có là cái phẩm màu, ví dụ như hạt dưa bây giờ chúng ta thấy là rất là hay được nhuộm đỏ để cho đẹp mắt, thì cái những cái phẩm màu đó cũng có thể nguy cơ gây dị ứng cũng như là không tốt cho sức khỏe gan thận của chúng ta. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên mua các sản phẩm hạt khô có xuất xứ rõ ràng, dùng theo đúng hạn sử dụng, hạn chế ăn các loại hạt tẩm ướp nhiều gia vị, cẩn trọng tránh bị hóc hạt để bảo vệ sức khỏe dịp Tết.